Anh Công. Rồi ok, chào anh, đang ở nghe nào? Không? Ra về phạt, nghe rõ anh, nghe rõ. Anh biết ông đến nói chuyện anh chút nãy giờ đang ngồi nghe nói chuyện này. Khi đến ngày hôm qua đó thì mình mới nghe ra là anh cái cuộc nói chuyện của tôi mà ở nhà anh á. À. Hồi lúc mà cái lúc mà mình rời đi cái là cái sau đó các anh nói chuyện thêm một chút về phía sau đó. Rồi rồi. Cái anh nói là có ngày nào anh qua Cali. Đó, thì tôi ngồi hôm cái khi mà tôi nghe ra đó thì tôi nghĩ thế là chỉ tới đấy không, ông qua bên này bên ông phải đợi bên đó, ông phải đợi Minnesota chừng nào mà nó lạnh chút ha. Cái giờ cái ông bay qua bên San Jose cái ông chơi được mấy ngày. À, cái tôi ở dưới này, tôi bay đến để nó tôi chơi với ông ngày. Ở nhà một ngày. Tôi với anh đi xe lửa từ San Jose đi về San Diego, hai thằng sen hết mà. Một thằng thì San Jose, một thằng thì San Diego. Ông đi xe lửa về với tôi. Rồi, rồi ok. Về đây ông ở với tôi. Rồi tôi chở ông đi chơi. Rồi, ông rồi. Đi tôi là ông đi vào những cái nơi mà ông không phải xếp hàng. Ông không phải mua vé. Ông đại khái vậy đó là mình có những nơi rất đặc biệt là mình được cái đưa cái phần đó. Hai đứa mình live stream, live stream. Ok, ok. Anh có quyền live stream trên tàu lửa. Rồi khi nào anh xuống đây, anh muốn làm gì anh làm. Anh ở đây, anh chơi rồi mấy... chừng nào anh chán thì anh đi đâu đó anh đi, cái đó mình không biết. Nhưng mà đó là cái khi mà mình nghe anh nói về cái chuyện anh về Cali đó thì đến tối chiều ngày hôm qua đó là mình nghĩ ngay ra cái plan đó cho anh đó, cho mình đó anh. Ok đấy, anh đấy là mình câu chuyện đầu tiên mình nói với anh. Rồi tối hôm qua thì nhỏ gái nó gọi về. Nó nói bố ba thì sắp sửa lạnh rồi, bố có ba có gì ba qua không chơi. Yes. Thứ nhất là qua chơi với nó, hai nữa là trốn đông nó mong mỏi mình lắm. Yes. Tôi chưa hứa nhưng mà nó mong lắm, mấy đứa nhỏ nó mong lắm ở bên đó đó. Rồi ok thì dễ thôi, ba mẹ gật đầu là con bút vé cho ba đi thôi. Rồi ok. Rồi ok, okay dễ mà. Cái chuyện đó rồi, quá ngon. Rồi, ok quá. Thì không phải tại mình nghĩ ra được như vậy á, mình thích quá cái rồi, mình okay. Nói rồi ok. Quên. Rồi ok. Rồi anh nói đi. Ê, bây giờ ở tôi là ở cực tôi phía tôi là North West, phải không? Dạ dạ đúng rồi, dạ, đúng đi từ đó thành ra tôi không có biết gì phía bên Cali cả. Thì okay. Mấy bữa nay ở Cali nó có xôn xao mấy cái vụ mà đang đọc báo với lại coi chương trình thì nó có cái vấn đề mà biểu tình để mà bãi nhiệm ông thống đốc tiểu bang. Yes. California thì nhưng yes. Mà đã thất bại rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nó có cái khổ này, tôi thấy tôi buồn cười ở cái chỗ này là chúng ta cũng đã đi về Việt Nam và chúng ta cũng đã ở đây rồi bao nhiêu lâu rồi thì mình cũng hiểu, nhưng mà hiểu là mình nực cười ở một chỗ một cái là nó có những chuyện quái quâm mà mình không nghĩ ra anh. Ở chỗ này có nghĩa là cái ông đi sớm này nè, theo tôi nghĩ đó ông rất là tốt, bởi vì ông làm thống đốc rất là tốt và lâu đời nữa. Có nghĩa là, nhưng mà chỉ ông có phạm một cái lỗi sai lầm là bắt người ta chết ngừa. Cái đồ mới nó kỳ vậy. Cái đồ mới nó kỳ và người ta biểu tình chống ông vì cái luật là tại là sao mà bắt người chết ngừa. Nó buồn cười, nó thấy nó buồn cười đó. Thật ra tôi yêu cầu anh đồ anh dễ nghĩa đó, tôi ra tôi ngồi anh dễ nghĩa cho mấy đứa nhỏ vậy, buồn cười ta sao kỳ cục vậy. Thì anh thế này, cái tiểu bang California này là một cái tiểu bang mà nó rất là quan trọng ở trong cái tình thế hiện cái tình trạng chính trị của đất Hoa Kỳ bây giờ ấy. Thì thế này là sau khi mà các bà Kamala Harris rồi đó, bà được bầu làm phó tổng thống ấy, thì là ông thống đốc tiểu bang California chỉ định một người làm nghị sĩ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thay thế cho cái chân bà Kamala Harris. Thì ông chỉ định một thằng cha đó, người gốc Mễ, bà Cara cái gì đó, làm lúc đó đang làm bộ trưởng bộ tư pháp của California, rồi lên ông chỉ nhiệm mà thành US Senator thuộc California. Tại vì mỗi một tiểu bang mình chỉ được có hai người Senator thôi. Đúng rồi. Hai người thì cái lời nghị sĩ. Thì cái lời hứa hẹn của cái bên những người mà muốn lật đổ của ông Lưu Sâm này đó, thì họ cố gắng họ lật đổ ông. Thì khi mà họ lật đổ ông á, thì nó có một chuyện này xảy ra nè. Cái thằng cha thống đốc mới tới nè, nó sẽ chỉ định lại một người thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mà ngày xưa ông Lưu Sâm này ông đã bổ nhiệm. Thì nếu được như vậy thì là cái cán cân quân sự, cán cân chính trị ở trên thượng nghị sĩ nó không còn là 50-50 nữa,
mà nó biến thành 51-49 là đảng cộng đảng dân chủ lúc đó họ không có còn cái quyền vẫn tối đa nữa. Nói chung là vẫn đó là lý do tại sao mà nó tìm đủ mọi cách nó lật đổ cái này. Tìm đủ mọi cách chưa? Tức mà là nó tìm đủ mọi cách để mà nó hạ bệ ông này để chi? Yes. Để cho cái đảng Cộng hòa nó lớn hơn chút, bởi vì đây đang 50 thì trung bình không được. Nó phải làm cho cái ông dân chủ này phải xuống 49. Nó chịu đã lại là vậy, ok. Đại khái vậy. Nhưng mà nó kiếm chuyện một cách rất là vô lý, mà nó kiếm chuyện một cách buồn cười. Cái buồn cười ở cái chỗ là cái chuyện này, cái chuyện ai cả thế giới ai cũng hiểu được là virus là một cái gì đó mà rất là nguy hiểm, và người ta yêu cầu là tất cả mọi người dân trên thế giới đều hiểu rằng ra đường là thứ nhất là khẩu trang, thứ hai là phải chích ngừa. Mà nó đè, nó nở lòng nào nó đè một cái như vậy mà nó nói thành ra phải là nó phản ý muốn này là cái phản tác dụng. Yeah. Anh thấy không? Dạ, yeah. Thưa cho anh, cái chuyện tranh cãi đó thì mình hiểu anh. Nhưng mà cái chuyện tranh cãi là mình chỉ tranh cãi khi nào mà nó yên bình thôi anh à. Mình tranh cãi cho nó có, cho nó hiểu vậy thôi. Chứ còn bây giờ là đất nước nó đang loạn lạc, dịch dã, dịch bệnh như thế này mà anh em mình phải phụ, mỗi người phải phụ một tay vô trong đó chứ. Chính xác. Mỗi người bây giờ thôi, cái chuyện gì không bằng lòng thì tôi để sau đi. Bất động mình đâu cần phải làm bây giờ. Mình có thể để nói cái chuyện này, mà mình đã nói cái chuyện này, mình nói là mấy trăm năm rồi, từ bây giờ mình để lại, mình thụt lùi lại để 1-2 năm sau nữa mình nói cũng được mà, đâu có sao. Đúng. Tại sao giờ này mỗi ngày chết vẫn còn chết 1,000+ người? Đúng rồi. À, 1,000+ người. Tại sao giờ này là chỉ có 50%+ dân số Hoa Kỳ họ được, họ chỉ chích nhiễm thôi, mà bây giờ mình lại còn làm cho nó khuấy động ra, mình làm cho nó phá ra cho mấy cái người. Tôi nghĩ là thế này, là rõ ràng một cái tình trạng mà nó đang xảy ra bây giờ này là người ta đang phá hoại lẫn nhau. Rõ chứ ràng. Không phải là người ta đang đi làm việc với nhau, không phải đoàn kết, mà đang phá hoại. Mình không cần đoàn kết đây, tôi không dám nói chuyện sự đoàn kết, tôi chỉ dám nói cái sự mà mình chung tay với nhau để mình giải quyết một vấn đề dịch bệnh, mà mình dùng cái đó đây để mà mình để tiêu diệt cái thằng đối thủ của mình. Mình hy sinh những người mà dân của mình, anh Cộng hòa hay dân chủ hay là không có bầu cho ai thì nó cũng là dân của mình chứ, nó là cái gì? Tại sao mà mình cư xử kỳ cục như vậy? Đó là tôi không có hiểu ạ. Mà nó lộ ra một cái bản chất gọi là đê hèn. Anh kiếm chuyện mà anh kiếm chuyện không đúng, khổ gì bởi vậy. Đó là cái điểm thứ nhất, anh để nghĩa thì tôi hiểu rồi. Đó là một cái sự đấu đá chính trị, giành nhau quyền lực, giành quyền lực. Thì có một cái thứ hai nữa là những cái bản tên đường của cái chỗ anh ở đó, thì tên đó hầu như đã gỡ xuống hết rồi. Thì cái bài này tôi cũng đã nghe Song Phạm đã nói trên cái chuyện mà Vĩnh Quốc Sinh rồi, okay. Yêu cầu anh bung bông anh giải nghĩa thêm một chút về cái đó. Cái ngày mà đưa những cái bản tên đường lên, những bản tên đường người Việt mình lên trên những bản đường mà của Mỹ đó, có hợp pháp hay là không? À. Chứ anh cái này là cái chuyện họ gỡ mấy cái bản ở thành phố Houston, chứ phải đây. Thì đại khái thế này anh nè, anh có thể lừa người ta được. À, trong một khoảng thời gian ngắn này, anh có thể lừa được một số người ở trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà anh không thể lừa được người ta trong một khoảng thời gian dài ấy. Khi mà mấy người này đó họ để cái tên bảng đường nó lên đó, thì là những cái tên đường đó là nó khi mà người ta hiểu cái nghĩa của cái tên của cái đường đó thì người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Người Mỹ ở đây là người Mỹ là gồm có những ai này? Người Mỹ là gồm có 98 tổng số dân chúng sống ở thành phố đó, thành phố Houston đó. Nó hiểu ra là cái gì? Nó hiểu ra là đây là những cái tiếng Việt Nam mà họ nói về một cái sự thất bại của người Mỹ ở Việt Nam. Một sự thất bại rất là nhục nhã đó, chứ phải không ạ? Đến khi mà họ hiểu ra cái nghĩa của cái tên đường thì họ nói với nhau là đây là những cái điều nó nhắc lại cho chúng mình một cái thời gian, một cái thời điểm rất là đen tối của lịch sử Hoa Kỳ năm 1975. Rồi. Đến khi mà họ hiểu ra thì đó là lý do đã có một cái sự phẫn nộ căn bản này. Mình chỉ lừa được người ta trong một thời gian rất là ngắn thôi anh ạ. Anh không thể nào lừa tất cả mọi người trong một khoảng thời gian dài hơn. Đấy là cái kết quả, đấy là cái lý do căn bản của cái chuyện ở bên gỡ những cái bảng tên ở bên Houston đó thôi. Rồi. Rồi. Cái thứ hai nữa là tôi muốn hỏi anh là sau khi những chuyện xảy ra như vậy thì tất cả những người ở trong cộng đồng người Việt ở Houston á, họ không tỏ thái độ gì cả, họ không biểu tình, họ không lên án, họ và người dân thì không nói là những người mà
nghị viên gốc Việt, chẳng hạn như anh Riêu Đỏ, hoặc là những người tài Bộ Quỳ, hoặc là những người ông Phan Trì Nhơn, hoặc là ông Âu Hà Quynh, Hà Văn Sơn, ông Vũ Quynh Trưởng. Sao tôi không nghe ông nào nói một câu nào hết trơn? Anh Cầm à, anh ở đây dài cũng như mấy ông, anh biết mà, người Việt Nam rất sợ mấy ông Mỹ Trắng. Đúng sai phải trái gì nó nói, mình nó nói một câu 10 chữ nhá, mình nghe được hai chữ là mình mừng quá rồi và mình vỗ tay ngay. Mình rất là sợ người Mỹ Trắng này, nó ho một cái là mình rúm lại, mình làm cái chuyện gì đó mình cũng phải kêu Mỹ Trắng vào để nó làm cho để nó cố gắng nó làm cho công việc mình nó coi được hơn. Bao giờ mình phải lôi ông Mỹ Trắng vào, đặc biệt là những lần anh thấy, nhưng mà đặc biệt là phải trong cái thiểu số của cộng đồng của người Việt Nam mình, ở Houston cũng vậy, hay là ở chỗ tôi cũng vậy, hay là ở bên chỗ tôi cũng vậy thôi, ở đâu cũng vậy. Nghĩa là đó chỉ có được một cái là hùng hổ để ăn hiếp người đồng hương thôi, ngoài ra không mấy có người trong, mấy người ở trong cộng đồng với nhau thôi, chứ còn ông đụng đến người Mỹ Trắng anh là rất chắc là sợ họ. Đúng rồi, tôi đây được cái vậy. May mắn đây cũng vậy, tôi được cái may mắn là tôi làm ở dưới Senio, tôi làm independent anh, mà những khách hàng của tôi là toàn là người Mỹ không, Mỹ Trắng, Mỹ Đen, đủ loại thứ Mỹ. Thành, nhưng mà được một cái là khi mà tôi làm với họ đó là họ rất là cần tôi anh. Thành thực ra mình hiểu, mình không có, khi mà nhìn một người Mỹ họ làm cái điều gì sai đó, mình biết, mình hiểu và mình nói cho người ta. Chứ còn đại đa phần của mình ấy, mình là người nhập cư ở đây nè, chứ anh mình không có được nhiều cái văn hóa của mình về xã hội chính trị của Mỹ, mình cũng không được nhiều. Nó nói một câu 10 chữ mình nghe được hai chữ là mình mừng quá rồi, mình vỗ tay, mình tại vì mình đang học đó mà. Thành thử ra tất cả những điều gì người Mỹ Trắng làm họ rất là sợ, đó là lý do tại sao mà cái sự yên lặng đó là nó yên lặng một cách tuyệt đối, chứ không phải là bởi vậy tôi mới nói là tôi bởi vậy tôi mới thắc mắc một điều là thường thường mấy ông đấy hay hầm hố đó. Đi lên những cái trang, ví dụ như là trang để bọc cháy đất kia là la làng đủ thứ trên đời, mà có một cái sự kiện rất ư là lớn, đối với tôi là lớn, bởi vì tôi không biết anh sao nhưng đối với tôi là lớn. Nhưng mà ngược lại mấy ông đấy là không có một cái câu gì, không nói được một từ, chứ đừng nói một câu. Tội nghiệp lắm anh Trầm à, bởi vậy rất tội nghiệp. Thì ra nhưng mà cũng được anh, được tất cả anh em mình giờ đây vẫn còn anh em mình. Tôi ngày xưa anh ngốc đơn lập, ngày xưa rất là đơn lẻ. Bây giờ mình có được thêm những người bạn, mình nói chuyện với nhau, mình san sẻ những cái tâm tình của mình với nhau, mình rất là mừng anh. Đúng rồi. Tại vì tôi nghĩ là tôi có những lúc mà tôi biểu tại sao mà bây giờ cả cái đất Mỹ này bao nhiêu triệu người Việt Nam mà sao là chỉ còn có mỗi mình, chỉ có mình, có mỗi tôi chỉ thấy có mỗi tôi nói, nghĩ về cái điều này, nghĩ về cái điều này, nói về cái điều như thế này thôi. Đấy, tội nghiệp lắm anh. Mình tôi nghĩ là những người Việt Nam, Việt Kiều mình, một số người Việt Kiều mà đến giờ này vẫn còn ở đây mà vẫn còn hằn học ở Việt Nam thì coi như là họ đang, họ trả những món nợ mà họ bố mà họ không vay, bố mẹ mà họ không vay mà tự nhiên đến đây rồi có những món nợ phải trả. Cái nợ đó là nợ gì anh? Cái nợ là mỗi lần ông mở miệng ra đó, cái nợ là mỗi lần ông đang ở với bà mẹ nuôi của ông. Mỗi lần ông mở miệng ra, ông phải chửi cái bà mẹ đẻ của ông ra một câu rồi ông mới vui được. Cái món nợ đó này, món nợ đó là nhiều khi người ta nói làm như vậy, người ta nghĩ là mình sẽ được làm vui lòng bà mẹ nuôi mình, nhưng mà không phải vậy đâu. Bà mẹ nuôi mình nó nhìn mình như vậy nó cũng sợ chứ. Đúng rồi. Có nghĩa là nó có một cái câu mà của ông Bill Clinton đã viết một cái câu, một cái bài rất là một cái bài viết của ông rất là ngắn thôi, nhưng mà ông nói rất là hay. Ông nói hay là ông phê phán những người mà Việt anh có coi cái video đó không? Ông phê phán mình có nghĩa là anh nói về cũng có cái bài viết đó, nhưng mà thôi mình không có muốn nhắc lại gì là gì. Thì thay bây giờ theo tôi nghĩ bây giờ đã tốt hơn rồi, mình cảm thấy là tốt hơn rồi. Tốt hơn là bởi vì họ đã biết họ đang ở đâu. Anh hiểu tôi đang ở biết đâu, cái điều đó tôi rất là mừng ở đây. Mình không phải là mình hạ nhục hay là cái gì cả. No. Nhưng mà mình chỉ biết là các anh nên nghĩ lại đi, họ chẳng coi các anh ra cái gì đâu, là bởi vì những cái chuyện như vậy rồi anh đã hiểu rồi đó. Và các ông này chỉ có hồn bao hổ, kêu là hồn hổ cáo báo tròn với lại những người đồng hương và những người Việt Nam mới qua thôi, chứ thực chất mấy đứa từ Mỹ nó không coi ông ra một cái quái gì cả, nó thẳng là vậy. Và nên hiểu cho rằng chúng ta là người nhập cư, chúng ta không phải là người Mỹ đó, nên hiểu cho nên cái điều đó, cái đó.
anh nói về cái chuyện đó thì tôi lại bây giờ tôi mới hiểu ra một chút là mình cũng mừng lắm anh, khi mà không thấy cái chuyện, tức khi mà cái chuyện này nó xảy ra mọi thứ đều yên lặng, thì đó là chứng tỏ là cái gì anh, mình đã bước ra khỏi cái vũng bùn rồi đấy. Rõ ràng mình đã nằm ở dưới vũng bùn bao nhiêu lâu, bây giờ mình yên lặng, mình ngó lại mình nói như vậy là không được, bây giờ mình đang tìm cách mình bước ra khỏi cái vũng bùn dơ bẩn đó. Rõ ràng để mình biến thành một con người. Tôi mừng lắm, dạ, tôi mừng lắm, mình thấy yên lặng mình rất mừng anh, mừng vô cùng á, là bây giờ tối thiểu ra người ta đã biết yên lặng, tại vì khi người ta yên lặng đấy thì người ta sẽ có cái thời gian để người ta suy nghĩ, ta soi lại, đúng rồi, người ta cũng như là nhìn vào mắt cái kiến ấy, mình soi kiến mặt mình á, ở một cái mình nhìn lại đó, mình yên lặng mình coi cái mặt mình có cái gì, có cái này cái kia. Khi mà cái chuyện này với tôi đây xảy ra Houston đó, mà với mày mình biết đó là một cái điều mà rất là nặng nề với cộng đồng Việt Nam, mà mình thấy một sự yên lặng như vậy đó, thì đó là một cái điểm là người ta đang thay đổi đây, người ta đang tìm một cách rõ ràng anh. Tôi còn rất dạ, mừng, tôi cũng đã dạ, nói rằng mình đó, rất là mừng chứ không phải không, đúng không, phiền trách gì họ đâu, nhưng có cái điều mình nói lên đó để mình hiểu rằng ngay tại thời điểm này họ đã biết nghĩ lại và họ thương người mình hơn và thương về đất nước Việt Nam hơn, thế thôi. Bởi vì anh đi đâu chăng từ cứu biển gì chăng nữa thì anh cũng không được quyền quên cái đất mẹ của anh cả. Bởi vì tôi đã từng nói rất là nhiều lần, bởi vì nơi đó mặc dù anh có thể anh bỏ xác lên Mỹ, nhưng anh nhớ cho rằng mồ mả ông bà anh chị em cô dù chị, cô dì chú bác vẫn còn ở bên đất mẹ đấy, và người ta đang sống, thế thôi. Cái câu đó là cái câu tôi hỏi anh mà anh trả lời như vậy, tôi cũng hợp ý, tôi cũng cùng quan điểm với anh cái điều đó, và tôi cảm thấy là chúng ta tự nhiên tôi cảm thấy tôi nhẹ nhõm anh. Cái làm tôi nhẹ, tôi cười mấy bữa, tôi cứ cười hoài, không phải là cười về vấn đề mà biếng nhẹ hay đâu, cười có nghĩa là té ra thì bây giờ mấy ông mới hiểu hả, đại khái là ý của mình là vậy. Đó là như vậy đó. Ok. Chứ anh nói vậy, anh cho mình nói thêm câu. Chứ tôi mỗi lần tôi nhìn thấy anh em Việt Nam mình kéo cái cờ vàng ra là sâu xé chửi bới nhau, mình buồn lắm cho anh. Chứ bạn sao? Bè mình, rồi bà anh, con mình, đồng ngũ mình, chứ đâu phải ai xa lạ đâu anh. Mình nhìn mắc cỡ lắm anh. Nó có lúc thì nó đau lòng, có lúc còn mắc cỡ rồi, mà thường thường sau này thì tôi chỉ mắc cỡ thôi, chứ còn tôi không hết cũng có đau lòng nữa rồi. Nhưng mà đấy, thành thử ra khi mà nó yên lại mình mừng lắm anh. Rồi mình rồi mừng lại là mình không có bắt đầu là mình không có gây sự với chính mình, và mình không có gây sự với những người hàng xóm anh. Đúng rồi, thì tôi cũng đã nhiều lần tôi đã nói rồi, những cái năm tháng bắt đầu mà tôi đi qua Mỹ này, chúng ta đã ở đây mấy chục năm, thì cái quá khứ, cái thể chế mà tôi với anh từng phục vụ ngày xưa đó, nó mất rồi, nó đã chết rồi. Nếu chúng ta thương, chúng ta yêu quý, chúng ta làm cất để làm kỷ niệm, và cũng vào mang vào miếu, vào đền, đúng rồi, để thờ ở trong miếu đền, rõ ràng. Chứ không phải là dẫn díu cái quan tài đi vòng vòng trên xóm dưới rồi la làng la xóm anh, đó, không đó, phải vác đó, cái lá cờ đó, lên vai, vác cái quan tài của cái Việt Nam Cộng Hòa rồi đi vòng dã cái này, đe dọa cái này, đe dọa cái kia, đó là cái điều mình sai kính lắm. Trọng nó đó thì đúng mình rồi, đốt nó thành cho thành bụi, mang vô miếu, mang vào đền, đúng, chính xác. Nếu không được như vậy thì anh xếp cái lá cờ đó lại, anh bỏ vào trong tủ, để lên một cái nơi nào kính cẩn rồi anh để đó, chứ không nên kín đáo anh, kín đáo và kín đáo, thế thôi. Thì từ xưa giờ vậy, bởi vậy tôi không bao giờ tôi đụng chạm hai cái lá cờ, ba lá cờ và những người đã khuất, tôi không bao giờ tôi đụng chạm, là bởi vì đối với tôi á, cái ngày đó, ngày xưa nó đã mất rồi, và nó không phải mất giữa tôi và anh, và nó mất vĩnh viễn trên quả đất này rồi. Bây giờ tôi hỏi mỗi câu, tôi hỏi mà chẳng nào đã là bây giờ mà cho tôi biết cái lá cờ đó nó hiện diện ở đâu, và cái đất nước nào treo lá cờ, tao tới tao trình diện, là bởi vì sao tao với ông Phượng vẫn còn số quân, vẫn còn là quân vẫn trình diện chứ, mà không thấy đâu nhưng rồi sao trình diện, thì anh mới hiểu là nó mất mẹ rồi. Mà cái gì đó mất thì mình giữ đi, giữ kỷ niệm thôi, làm cái gì mà phải đi, mệt quá từ rồi. Thì ý anh nói như vậy cũng đúng với tôi thôi, khi chúng ta quý cái điều đó, anh tôn thờ điều đó rồi, ok anh xếp lại, anh để bàn thờ anh giữ, bởi vì cái chỗ cái đất nước nó không, cái thể chế nó không còn nữa, thấy không? Rồi ok rồi, anh còn muốn nói gì nữa không? Có thứ hai thứ ba rồi, cái thì mà nói rồi thì mình cũng không cần phải nhắc lại nữa. Và cái cuộc biểu tình mà của thống đốc trước phế ông kia coi như thất bại hoàn toàn, thất bại hoàn toàn. Đó là cái hai cái vấn đề. Anh cái thấy anh có nghĩ gì cách đây 2-3 bữa nay thì thấy tin tức nó ồn ào về vấn đề coi như là Mỹ rồi đi đêm với lại
Anh, Pháp, Nga, rồi Canada, rồi cái kia, rồi đó, nhiều cái chuyện bí ẩn quá mà bây giờ nó bước ra. Điểm thứ hai nữa là coi như khi những ngày cuối của chế độ của ông Donald Trump, tức là ngày ông thư tổng thống 45, cái đó mới là ghê, cái đó là ông gây chiến tranh. Ông gây chiến tranh. Mà cái thứ, nếu mà thực sự mà nó xảy ra là coi như khổ, khổ hết cả thế giới, chứ không phải giản đâu. Nhưng mà may quá cái chuyện nó không ra. Cái đó không phải ông đánh Trung Quốc vì nhân dân, không phải vậy. Không phải. Mà bởi vì ông này, ông vì tư thù cá nhân, ông bị thất bại. Ông bị thất bại về đề bầu cử, thì ông muốn gây chiến bất kể nước nào, ông muốn gây, để chi? Gây để ông ngồi xem để giữ lại quyền. Đúng rồi, bốn năm nữa đó vậy đó. Mong anh giải thích cái điều đó cho nó sâu chút đi. Dạ thưa anh, thì đến sáng ngày hôm qua tôi ngủ dậy ra, mở mắt nhắm mắt vẫn mở tivi ra nghe nói chuyện, nó bảo là cái ông tổng tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 họp 12 vị tham mưu của ông. Ông bảo là cái chuyện mà gây chiến tranh bằng vũ khí nguyên tử thì tổng thống là người quyết định, nhưng mà tôi là cũng là một người ở trong thành phần đó. Tất cả mọi thứ có dính líu đến bắn hỏa tiễn nguyên tử qua Trung Cộng đều phải có tôi trong đó. Ông đi từng người một, ông nhìn vào mắt ông hỏi là ông có hiểu cái chuyện này không? Tất cả mọi người đều phải hiểu cái chuyện này. Tức là ông đã rất là lo sợ là ông Trump ông khai chiến với Trung Quốc để ở lại, để tuyên bố tình trạng thiết quân luật rồi ở lại trên ngôi vị Tổng thống từ năm 2020 đến 2024. Đó là lộ ra cái bản chất là vì cá nhân, chứ không phải vì cái chỗ mà vì nhân dân. Đấy là cái chuyện lớn đó nha. Lớn chứ, bảo vệ đó. Người ta làm đủ mọi cách để người ta ở giữ lại cái quyền hành. Cái chuyện nhỏ là ở California này, nó kêu nó lật đổ cái ông Newsom cũng chỉ là có một cái việc nó đi theo cái chiều hướng đó mà thôi. Chứ còn nhân dân đồng bào tôi mang thế này chết khổ không có sao hết, đâu phải mấy ổng. Đúng rồi, kinh hồn không mày. Cái điều đó là một cái điều mà tôi rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên. Tại vì từ trước giờ mình ở đây từ năm 1975, nhưng riêng phần tôi từ năm 1975 đến bây giờ, mỗi lần mà bầu cử xong thì người thắng với người thua thì chúc mừng người thắng. Người thắng là nói là tôi bây giờ không phải là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa nữa, bây giờ tôi là American. Bao giờ cũng có một cái lễ nghi như vậy. Nhưng mà kể từ hồi 8 năm về trước, 6 năm về trước là cái nghi lễ đó nó mất. Ông nào lên một cái là thằng này ăn gian, thằng kia ăn gian, thằng này bầu cử gian lận, thằng này bầu... Cái chuyện bầu cử gian lận ở Mỹ là mình nghe tố cáo từ lâu rồi, khởi đầu từ hoi ra. Chắc là nó có từ lâu lắm rồi. Nhưng mà sau đó thì họ giải quyết. Nhưng mà giải quyết không hết đây. Thành thử nó hồi đó anh có nhớ là cái bầu cử ông Bush đó. Ông tổng Bush con đó. Ông tổng thống Bush con này. Coi như em là, em trai của ông là thống đốc của Florida. Mà Florida là một cái bang gọi là quan trọng. Lúc đó là 50-50, nước Mỹ chiếm đôi. Florida là cái nơi quyết định, thì thằng thử ra Florida ăn gian. Căn bản là như vậy. Thì mà họ ăn. Thành thử ra là từ đó là Đảng Cộng Hòa họ phát minh ra là họ có thể dùng cái ăn gian bầu cử. Thành thử ra tất cả những người sau này, thằng nào mà không phải là Cộng Hòa mà nó ăn thì nó là ăn gian. Tại vì cái võ khí của ông là cái võ khí của ông nghĩ ra mà. Ông đã làm rồi, ông xài thấy được rồi là ông xài tất cả những thằng khác. Người Mỹ mà franchising họ làm việc rất là giỏi chứ không phải không ạ. Bây giờ chỉ có câu chuyện nó xảy ra như vậy thì mình biết thôi, chứ còn mình không có làm sao biết được như vậy. Anh được coi là từ hồi nào tới bây giờ, có mỗi lần mà cái đảng, cái thằng cha nào mà cái Dân Chủ mà ăn là nó bị kết tội là ăn gian. Mà cái chuyện ăn gian bầu cử này là mắt tôi nhìn thấy ở Sài Gòn. Hồi đó năm 1973 tôi tổ chức bầu cử ăn gian ở Sài Gòn. Ăn gian, mình là một những người cầm những cái lá phiếu không biết ở đâu mà dồn vào cái thùng phiếu ấy. Năm 1973-74 thì là cái bài vở mà bầu cử ăn gian là người Mỹ họ đã phát minh ra từ hồi đó và họ áp dụng. Áp dụng ở đâu? Áp dụng ở miền Nam Việt Nam, mà tôi là một người
thành viên ở trong đó. Thôi mình ngừng đây, nói chuyện bầu cử gắn gian, mình chỉ nhắc như vậy thôi. Rồi, ok anh. Rồi, anh còn gì để chia sẻ nữa không? Thôi chỉ vậy thôi. À, mình hiểu anh. Hôm nay mình đi nói chuyện với bạn bè mình, nói mình tôi không hiểu. À, đáng lẽ lúc này khó khăn, mình phải làm việc chung với nhau một chút. Đúng rồi, được bọc lẫn nhau rồi phải. Đúng bọc. Đừng có thấy cái kỳ. Ok, chỉ biết vậy thôi, không dám nói nhiều. Rồi, mình okay, quan tâm ở đây. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, rồi, chào quý vị. Ok, hẹn anh ở okay. Cali, hẹn ở Cali nha. Ráng nha. Có nói là phải có làm á, đã có làm, chứ, làm, trời làm ơi. Làm sẽ cố gắng là làm là sẽ rồi, được. Rồi, ok.